Bây giờ chúng ta sẽ chặt gà này ra, sau đó chúng ta sẽ gọi là gà chiên tiêu nha mọi người, gà chiên tiêu. Ướp vào đây. Đây là tỏi bột. Tỏi bột đến từ DH Food. Đây mọi người thấy không? Không tạp chất, không màu tổng hợp. Tỏi tự nhiên. Rất là thơm. Rồi, một ít hạt men. Đơn giản thôi. Chúng ta sẽ chiên giòn, sau đó mình chiên tiêu tiếp tục công đoạn thứ hai. Vì tránh tình trạng nó văng quá thì chúng ta để dầu vừa đủ gần sôi thôi, chứ sôi quá thì nó sẽ văng kia. Còn nếu mà tẩm bột thì cái món này nó sẽ không ngon. Chúng ta sẽ làm cái sốt để lát mình chiên tiêu, nước mắm, nước lọc, đường, bột, gia vị, ngũ vị hương. Vừa thôi nhiều nó đắng, chanh. Và cuối cùng đó chính là cái tiêu trắng xay của DH Food. Để vào mùi vị nó khác hẳn liền. Quá thơm. Rồi bây giờ mình cho ít ớt vô nữa, cay giống cả. Vừa tiêu vừa ớt, nó cay nó thơm thì thôi. Đây cho thêm ít tỏi vô. Sắp được rồi, nó vàng cái nữa là ngon, cái da nó mới giòn được. Rồi, nhấc ra, để hồi nó khô. Ươm. Tiếp theo, mình đổ vào ra, sau mình sử dụng tiếp cái chảo này. Đổ cái này vô. Bên tay là chân lắc cho nó cháy. Đổ cái nước này vô. Thơm cả xóm luôn. Thơm cả xóm luôn.
tiêu nồng nặc luôn đã. Wow, cái này mà ăn với lại cái cơm nóng á, số 1 luôn, nhưng mà tại vì lúc này ăn cơm nhiều rồi, nên mình không dám ăn nữa. Giang ca đang giảm cân mà hỗn dài ăn quá sáng. Ăn, lại ăn nữa, lại tiếp tục ăn nữa. Không được phải tập thể dục thế nào. Những cái mẫu đẹp kia không? Mẫu đẹp nó thơm, thơm nồng nàn luôn á mọi người. Thứ nào chịu nổi quê là ơi. Wow. Ở cũng thấy đường rồi. Ấy, vậy là như cũ. Cù lắng này. Cũng khiếp đi. Trái tiêu xong rồi đã. Rồi, cái này mà có cái cơm trắng thì thôi. Quyết tâm không tăng ký nào Giang ca ơi. Rất là ngon mọi người, chào mọi người xem nè. Hôm nay cảm ơn DH Food mang đến một loạt tiêu mà nó cay nồng như vậy. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi. I love you. Bye.